tôi ate coffee, ate coffee. Khó nữa. Dễ hả? Ừ, không phải dễ đâu, bây giờ khó khăn rồi. Năm nay và năm sau còn khó hơn nữa. Tại vì nền kinh tế Việt Nam mình bắt đầu nó suy sụp rồi đó. Nguyên thế giới cũng vậy, năm tới là hơi khó. Khó lắm á. Bia Sài Gòn có nhà gì mà cáp nữa không? Công ty rồi đổ xăng, xăng cũng cao. Đúng rồi. Bây giờ khó kiếm tiền. Mấy năm trước dịch á, ok. Mấy năm trước là Uber có không? Uber Grab cũng có nhưng mà nó dễ kiếm tiền hơn. Đúng rồi. Bây giờ khó rồi. Quá nhiều rồi làm sao? Quá nhiều. Chuyện người ta ra xe nhiều quá. Đúng rồi. Thứ nhất là nền ra xe nhiều, thứ hai là cái thời buổi này bây giờ kinh tế khó khăn á. Dạ đúng rồi, người ta đi ít cũng ít. Khi không có thời giờ là chỉ có nấu ăn ở nhà thôi. Tại chạy quá khao thì giờ quá. Bên Mỹ là thường thường là nấu ở nhà nhiều. Ở Việt Nam mình đến đây khó, đi ăn phở chỗ nào cũng khó. Ở đâu cũng có. Ở đâu cũng có hả? Đi quá tiện. Đó, anh thấy không? Bây giờ qua quận 2 nè, Thủ Đức à. Quá trời, cao tầng không? Đúng quá. Phát triển mạnh. Quận 2 hả? Có. Đúng rồi, mấy cái xây mấy cái nhà condo không, nhà lầu không.
có gì đâu ở đây. Mà đúng là còn nhỏ, mười mấy tuổi không biết nhiều. Đồng ruộng không à, ở đây ờ. Bây giờ nó thay đổi. Người qua mình về xây là người Trung Quốc qua quá trời lại hàng rồi. Nó qua đầu tư nó làm á. Ở đây muốn có tiền là muốn ăn cái gì làm cái gì cũng có. Có tiền là có. Có tiền là có hết. Ở đây, mà ở đây kiếm tiền hơi cực hơn. Hơi khó hơn đúng rồi. Tại vì giá này cái xăng bây giờ nó cũng mắc nè. Đúng. Bên này được không anh? Bởi vì trái đường chỗ này nó cấm quay đầu á. Ok. Nếu mà vòng thì vòng phải vòng xa. Nó bên tay phải, tay trái.
Get the pepper out so it gets some flavor. Now different, before maybe easy. Yeah, that's how I want, that's how I want. Ready? No. Yummy. Oh baby, are you okay? Baby!
Oh no way. Đó cũng là một cái tự hào của cái ẩm thực Việt Nam mình, của ASEAN chúng mình. À, thì qua một bên kia khác là không chung đó. Lấy con một bên đó. Hôm nay thưởng thức được cái sự giao lưu văn hóa thật rất là tuyệt vời giữa cánh gà chiên nước mắm của Việt Nam và xôi nếp Lào lá dứa. Anh đây chúng ta thưa với bà con cô bác. Đủ rồi. Việt Nam cũng trở thành một cái bếp của thế giới. Tức là cái thực phẩm ẩm thực của Việt Nam rất phong phú và đa dạng. VàStreet food จะเปิดเพลงลาวให้ฟังเขาจะโฆษณาอาหารลาว sticky rice ตำบักหุ่งปลาแดงปลาหมึกจ๋าเลยเอาเลยจ๋าเลยโอ้เปิดลาวซ้อนอันนั้นเพลงลาวบ้านเขาเนาะเพลงลาวบ้านเขาคือว่าดังที่ไซงอนคือได้อาหารลาวthêm một phần nữa là đội tuyển Hàn Quốc đang rất tự tin khi mà chính những chiến thắng của các đại diện châu Á mà chúng tôi vừa kể đã giúp cho họ có một khởi đầu. Lá dứa, cánh gà chiên nước mắm kiểu Lào ạ. À. Hàn Lào, như Việt đó có cháu nên làm ở Hàn Lào. Bạn có không phải đi. Lào có chẳng như Việt nào. Hàn Lào không? Street food.
rice. Yeah. All different colors. Eh? Get a sticky rice. Don't eat it yet. If there will be no, then we can eat. Okay, that's the last one. Ooh, like a tam phu. It's a wine. So fresh. Yeah, fresh. Anh có thể cho em tầm 10.000 đó không? Bantek can eat. Sell too. $50,000. Let's see what. Sticky rice mango. We'll meet at night market, not like that. Xôi của người Lào thì thường họ sẽ ăn lại để thèm như những cái món mặn đi kèm.
gà nướng, cá kho. Mà những cái món mặn đi kèm như vậy á, thì thường là họ ăn một loại rau nguyên liệu là bông quý hay là rau lan, rau muống rồi luộc đi kèm để ăn một bữa ăn cơm là như vậy. Rồi anh có thể giới thiệu thêm về cái món cánh gà chiên nước mắm đó thôi. Món này có vẻ như là rất là quen thuộc đối với người Việt Nam. Nhưng mà chắc là để có được những cái hương vị đặc trưng thì phải qua cái bàn tay rất là tài ba của người nghệ nhân nấu ăn à. Dạ không đâu. Thật ra để mà được gọi là nghệ nhân á thì cũng rất là đau đáu. Tại vì mình phải có làm gì đó mình cống hiến cho xã hội. Mình phải làm gì đó để được xã hội công nhận thì mình mới dám tự nhận là mình là nghệ nhân. Thì ngày hôm nay á, thì món cánh gà chiên nước mắm này cũng không có gì đặc biệt lắm đâu anh Hiển à. Tại vì những cái gì mà đơn giản nhất, mình thật sự mình làm đơn giản nhất để món ăn của chúng ta có thể lan tỏa ra, mọi người, mọi nhà, cộng đồng có thể làm được. Còn nếu mà chúng ta cứ gắn vào cái nghệ nhân rồi chúng ta làm những món gì khó khăn quá thì đôi khi á, cái khán giả cũng khó làm lắm. Thì món cánh gà chiên nước mắm này á, thì đầu tiên á, khi mua cánh gà về thì cánh gà nếu mà chúng ta mua được cánh gà tươi á, thì nó quá tốt rồi, quá tốt anh Thiện ha. Nhưng bên cạnh đó thì hiện nay chúng ta mua những cái cánh gà ở trong siêu thị được giữ lạnh, được giữ lạnh. Thì khi mà giữ lạnh như vậy á, thì thông thường á, thì khi đem về nhà mà chúng ta bảo quản không tốt thì thường cánh gà nó sẽ có một cái mùi mùi nồng đặc trưng của cánh gà đông lạnh. Đấy, thì khi đem về, một là chúng ta muốn giữ được ngọt của nó thì chúng ta đem đi hấp. Sau khi chúng ta tẩm ướp gia vị thì gia vị tẩm ướp cũng thông thường chẳng hạn như là nước mắm, is it sticky rice or what is that? Oh yeah, I want to eat that. Rồi sau đó chúng ta đem cái chiên. Thì chiên ở đây chúng ta chiên hai lần nữa để cho nó chiên tiêu nước để cho nó giòn hơn, cái thái tử nó lâu hơn. Đấy, đó là cái nước mắm vậy thôi. Còn riêng về phần nước mắm thì cánh gà chiên nước mắm như người Việt Nam chúng ta thì cánh gà chiên nước mắm thì cái tên là sao mà làm cái tên thì là được. À, thì phải có cánh gà mới có nước mắm. Rồi bên cạnh đó cánh gà nước mắm thì cho nó không có cánh gà hỏi thái gì ạ mà anh kể. Để cho chúng dịu lại, để chúng ta cho chút xíu tiêu vô để cho nó tạo vị thơm của chúng ta. Ăn gì uống gì đã được em ơi, cho đào cho lại cho tắt giặt của hỏi thái. Cơm lá thì uống gì quê à? Một cuộn barbecue. You want this? Later get this one and sticky rice and bamboo. Walk that side, not one. Yeah, I know. Put that there. Yeah. Like uni, huh? Yeah. That's a uni box. No. They close, they open like that. They clean out already. Yeah. You see that? Hey, there's a uni box. No, they do have inside there. But not really yellow. Yeah, they cook already. It's a barbecue. Yeah, they do love food.
Malaysia, Malaysia, Lào, everything. Hotel same price. Yeah. Not that high. Yeah. Oh yeah, just more, only shopping more. Tiền tăng ơi. Long tham hả?